Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng tái xuất đẳng cấp, nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong ba cầu thủ vừa chuyển đến câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn từ đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong chuyến làm khách của câu lạc bộ Khánh Hòa ở vòng 11 V-League 2023-2024 vào tối qua, Tiến Dũng được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chính cho Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận ra mắt Hoàng Anh Gia Lai, Tiến Dũng đã có nhiều pha ra vào hợp lý và thậm chí là cản phá, cứu thua xuất thần cho đội chủ sân Pleiku. Qua đó, giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới ở trận hòa không đều chung cuộc với Khánh Hòa. Chia sẻ với truyền thông sau trận hòa Khánh Hòa, Bùi Tiến Dũng cho biết: "Lâu rồi tôi mới có cơ hội ra sân thi đấu nên với tôi một trận đấu giữ sạch lưới đó là trận đấu hoàn hảo. Tôi rất vui với thành quả này, nếu Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng thì tuyệt vời hơn." Trước đó, Tiến Dũng vẫn chưa được ra sân trận nào cho Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay, khi mà thủ thành Nguyễn Philip giờ đây đã là ưu tiên số 1 của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lần gần nhất thủ môn quốc dân một thời của U23 Việt Nam bắt chính là ở vòng 3 V-League mùa trước, ở trận Công an Hà Nội thua Viettel với tỷ số 1-2.